Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển đổi từ km trên giờ sang mét trên giây. Đây là hai đơn vị đo vận tốc mà chúng ta vẫn thường gặp. Thí dụ như mình đi xe máy thì nó sẽ có tốc độ 40 km, 50 km, 60 km. Thí dụ tốc độ 60 km trên giờ, tức là mình chạy với tốc độ này thì mình sẽ đi được 60 km trong 1 giờ, thì mình sẽ chạy được quãng đường là 60 km. Còn mét trên giây là số mét đi được trong 1 giây. Như vậy mình có một câu đố là một người chạy, bạn A này chạy với tốc độ là 60 km trên giờ và bạn B chạy với tốc độ 20 m trên giây. Hỏi ai chạy nhanh hơn? Thì để giải đáp câu hỏi này, mình có một công thức, đó là công thức 36 trên 10 và 10 trên 36. Các bạn chỉ cần nhớ hai số này, hai số ngược nhau. Thì để đổi từ mét trên giây, từ số nhỏ là mét trên giây là cái vận tốc tính bằng vận tốc nhỏ, sang km trên giờ thì mình sẽ nhân với lại cái số này. Còn từ km trên giờ đổi sang mét trên giây thì mình sẽ nhân với số này, tức là nhân 10 chia cho 36. Giả sử như là 20 m này mà muốn đổi sang km trên giờ, từ mét chuyển sang km thì sử dụng công thức này là nhân cho 36 và chia cho 10, thì các bạn tính nhẩm, có thể tính nhẩm ra được là bằng 72 km/h. Như vậy là bạn B này chạy nhanh hơn. Còn muốn đổi ngược lại 60 km này đổi sang mét trên giây thì mình nhân với cái số này 10 phần 36 là 60, là 600. 600 chia cho 36, 600 chia cho 36 chỉ có 16,6 mét trên giây thôi. Nếu như đổi cái này mét trên giây thì 16,6 mét trên giây. Mình có một cách thứ hai là mình có internet thì mình có thể đổi trên Google các bạn. Giả sử như muốn đổi 25 mét trên giây, 25 mét trên giây này sang km, thì cách đổi là mình vào Google, mình nhập vào 25 km 25 mét trên giây, km trên giờ. Đây, nó sẽ ra đúng cái số mà nãy em nói, 90 km. Thế là cái cách tính nhanh. Còn nếu các bạn muốn biết vì sao nó như vậy thì mình có thể giải thích km, giải thích mét trên giây chứ, mét trên giây. 1 mét trên giây sẽ bằng bao nhiêu km trên giờ? 1 mét đổi sang km, các bạn đã biết thì 1 km, 1 km sẽ bằng 1.000 m. Thì đổi ngược lại, 1 mét đổi sang km sẽ bằng 1 phần 1.000 km đúng không? Còn 1 giờ sẽ bằng 3.600 giây. Đổi ngược lại thì sẽ bằng 1 phần 3.600 giây. Đây, 1 phần 1.000 chia cho 1 phần 3.600 thì mình nhân những nghịch đảo, 3.600 bằng 1.000. Đây, mình lỗi hai số 0 này đi, nó sẽ ra cái số là 36 phần 10. Hoặc có nhiều người là thích dùng số 36 này cũng được, tức là đổi từ mét trên giây sang km trên giờ thì mình nhân với 36, hoặc là nhân với 36 chia 10 thì cũng giống nhau nha các bạn. Còn đổi từ 1 km trên giờ đổi sang mét trên giây thì 1 km ta đã biết là bằng 1.000 m. 1 giờ đổi thành 3.600 giây, ta bỏ hai số 0 đi. Đó là lý do mà sao mà nó có số 10 và số 36 này. Như vậy các bạn chỉ cần nhớ là mét trên giây sang km trên giờ thì mình nhân với con số 36 phần 10
km/h đổi sang m/giây thì sử dụng 1/36. Cách này nó sẽ dễ nhớ hơn. Video của mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác.